Hello, xin chào tất cả mấy anh em quay lại với kênh YouTube mua bán của Vương Mô Tô nha. Bữa nay mình trân trọng giới thiệu anh em chiếc xe Revel 125 nhập Nhật Bản nha. JC26, JC24 nha. Honda Revel 125 nha. Xe nhập Nhật Bản nha anh em. Xe này xe zin nha anh em, chưa đánh bóng, chưa tút tiết gì hết lại nha. Lắp nồi, lắp dao còn nguyên xi nha. Ốc vít zin theo xe nha. Một trăm hai mươi lăm chạy bằng A1 nha anh em. Xe đầu nồi cũng vít chịch luôn nè. Nó có ron đầu chưa mở nha. Hải quan chính ngạch nha anh em, xe nhập hải quan nha. Buộc đĩa cầm zin theo xe hết nha. Cầm liền theo xe. Đây tem nhôm nhập khẩu đây, tem nhôm hải quan đây. Nó có tem nhôm JC26 mới đúng đời nha anh em. Xe này đời 96. Thắp nồi là zin nha. Cầm miền bô theo xe. Xe này hải quan anh em mua bán rút hồ sơ sang tên toàn quốc nha. Còn ủy quyền cũng được luôn. Xe biển số đẹp nha. JC26 nha, xe nhập khẩu nha, Nhật Bản nha, chính hãng. Tem zin còn tất cả các xe hết. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn mấy anh em đã đồng hành cùng Vương Mô Tô trong thời gian qua nha. Anh em nào thích chiếc xe điện thoại chốt giá cho mình nha. Xe này mình bán 75 triệu. Có thể thương lượng cho anh em ở xa, mình bao rút hồ sơ cho anh em luôn nha. Anh em nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin cái like và chia sẻ, mình cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em nào điện thoại chốt giá cho mình nha, số điện thoại bên dưới đó 0906859709, hoặc là số Zalo của mình số 237 đuôi, số 237 ở dưới đó. Anh em nào thích kết Zalo thì mình gửi hình chi tiết cho. Vương Mô Tô xin trân trọng cảm ơn quý anh em nha. Hẹn anh em những cái video sau.